Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm của kênh điện tử DT. Thì vừa rồi điện tử DT có nhận được một yêu cầu của anh Long Đặng. Anh có để lại bình luận là làm clip về mạch công suất Bluetooth 2.1. Hiện tại điện tử DT có nhiều mạch Bluetooth 2.1 khác nhau, nhưng ở video này mình sẽ giới thiệu về mạch âm thanh Bluetooth 5.0 TBA3116D2. Mạch này sẽ sử dụng Bluetooth 5.0 và sẽ cho ra ngõ ra 2.1 với công suất 2 kênh left right là 50W và 1 kênh bass là 100W. Nếu các bạn có bất cứ góp ý gì cũng như là yêu cầu review sản phẩm, các bạn hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Và các bạn có thể truy cập đường dẫn ở dưới phần mô tả video để xem các sản phẩm tương tự khác. Và ở đây mạch sẽ sử dụng chip TBA3116D2 cho ra ngõ ra 2.1 với 2 kênh left right, mỗi kênh là công suất 50W và 1 kênh bass với công suất là 100W. Và đường tín hiệu ngõ vào chúng ta có thể cấp ở hai đường, đó là Bluetooth 5.0 hoặc là qua jack tín hiệu 3.5mm. Và đây trên mạch sẽ có 3 núm điều chỉnh. Đầu tiên là núm stereo hay gọi là CT nha các bạn. Và núm bass và núm volume tổng. Và chúng ta có thể cấp nguồn cho mạch qua jack cái DC 5.5mm là từ 12V DC cho đến 24V DC. Thì chúng ta sẽ cấp nguồn cho phù hợp nha, nằm trong khoảng từ 12 cho đến 24V DC. Và đây ở hai kênh left right thì mình sẽ đấu với lại cặp lo có công suất là 25W, có lo tuần giải và một lo trép nha. Ở đây thì đối với công suất 50W của mạch này thì hơi lớn so với cặp lo này nha. Tuy nhiên ở đây thì mình chỉ test thử cho các bạn nghe thôi. Còn đối với ngõ ra bass 100W này thì mình sẽ đấu với lại một lo bass 100W. Và mình cũng sẽ lắp với lại hùng lo 100W này luôn nha. Lo có kích thước là 10 inch. Ví dụ ở đây bây giờ mình sẽ cấp nguồn là 24V. The Bluetooth device is connected successfully.